Anh Thành cuối cùng xin kính chào tới tất cả bác và toàn thể tất cả anh em yêu âm thanh trên toàn quốc. Hôm nay bên em lại cập bến được một số sản phẩm để phục vụ cho cả bác ngày hôm nay. Thì tiếp tục hôm nay thì bên em về được là 5 mẫu sản phẩm cho tất cả bác nha. Thì tất cả các đôi những dòng bao Nhật hay bao Mỹ nha bác. Thì ở đây thì bên em sẽ có những sản phẩm như thế này, bên em sẽ đi vào giới thiệu và báo giá cho tất cả các bác để các bác tham khảo, và các bác có nhu cầu thì alo ngay Dung Quốc Hùng để sở hữu nha. Đầu tiên là bên em về được một con Crest Audio CA6 nha bác, CA6 dòng tải 2 kênh đó, và con này cũng cực kỳ là gấu. Con này có công suất mát của nó là 1250W nha bác nha. Còn mà con CA6 xin lỗi, CA6 là 2592W nha bác. Công suất mát nó 2592W, điện là 100V nha, hàng Mỹ xuất sang thị trường Nhật. Điện là 100V nha bác nha. Đúng không? Đây, điện là 100V. CA6 này 2592W này. Còn CA9 là 3024W nha bác nha. Đây công suất mát của chiếc đó nó đánh ra. Đó. Hàng USA nha. Credo là hàng chúng Mỹ USA nha bác nha. Chạm lo đây, chạm lo nó đây mới tin, nói chung là hàng bên em tiến về cho các bác là hàng tiến trộn mới tin luôn nha bác. Đường tín hiệu vào gồm là đường 6 ly và Canon, 6 ly và Canon, hai quạt gió hai bên đó. Hàng rất là đẹp nè, ngay cả nắp lưng rất ít trời xước nha, không có trời xước luôn, quá đẹp. Rồi thứ hai báo giá luôn cho em, con này là 10.500.000, 10.500.000 của Crest Audio CA6 nha, bác nào chốt thì alo. Con thứ hai là con JBL M3600, con thứ 6 cập bến nha bác nha. Hôm trước về 5 con, thì con này là con thứ 6 này. Đó, con thứ 6. Con này chạy điện là 230V nha bác, 230V. Con công suất là 600W trên kênh, chạy 24 sò thao Toshiba. Đó, con này thì ruột gan nó phối phải bạc, cực kỳ là đẹp mà chắc. Đó, con này có giá là 14 triệu, các bác nào chốt thì alo. Ở dưới này thì em lại tiếp tục về được là một con QC-X1600 chi đỏ. Đây, nội thất của nó thì nó cùng chung với là con JBL M3600 luôn. Đó, về cái thiết kế nó tương đương cũng hao hao giống nhau nha bác nha. Dòng QC, dòng JBL thì nó kết hợp sản xuất với nhau. Đó, cũng giống như dòng Boss và dòng Cover đó bác, nên là nội thất nó là hầu như là giống nhau. Đó, và công suất đầu ra của con Wilson ngày 6 cũng là 600W trên một kênh, 600W trên mỗi kênh nha bác nha. Wilson ngày 6 chữ đỏ, dòng này cũng cực kỳ là hiếm nha. Bên em về hôm trước về rất là nhiều, cũng đã bán hết, giao hết rồi. Đó, thì hôm nay tiếp tục về được một con cho gà bác. Con này chạy điện là 100V, chạy điện là 100V nha. Hàng cực kỳ là mới luôn. Con này có giá là cũng là 14 triệu nha, 14 triệu đồng giá với JBL M3600. Qua bên đây là hai con đẩy da băng. Một con Ramsa mã là VKB9600 khủng long bảo chú đến từ Nhật của hãng Ramsa. Con này có công suất mát là 3400W. 3400W nha bác nha, công suất đầu ra là 850W trên mỗi kênh, chạy 44 con sò Toshiba nha, 44 con sò Toshiba. Đó. Thiết kế con này thì khối với ba, chắc hay và cũng như là mạnh mẽ. Rồi các bác nào chơi thì alo, con này giá là 15 triệu bao ship toàn quốc. 15 triệu bao ship toàn quốc năm xa với cái V9600. Hàng mới tinh luôn nha, ốc áp thì còn nguyên 7 màu luôn. Đó. Rồi tiếp tục là một cái siêu phẩm rất là hiếm được cập bến, đó là chiếc đáy Boss 600SR, dòng đáy 4 kênh khoảng Boss. Thì hôm trước bác nào có dặn hàng bên em thì alo lại nha, chứ em không có nhớ, rất nhiều bác đặt hàng nên là em không có nhớ là bác nào đã đặt em, đã dặn em về cái dòng Boss 600SR này. Thì con này là chạy 40 con sò sách Toshiba chữ đó nha bác nha, 40 sò sách Toshiba chữ đó, công suất là 500W trên mỗi kênh. Bác nào chốt thì alo, hàng cực kỳ là đẹp, 1600R rất hiếm, được này thì lại về được con nha. Đó là 5 sản phẩm mà bên em về hôm nay, để bác nào có nhu cầu thì alo.
Đấy, hàng cực kỳ là đẹp luôn nha. Đấy. Còn ra sao thì còn nguyên cái nắp tại ngoài đằng sau này, dây tạp lô luôn. Cái dây nguồn nó này cực kỳ là chắc, dây nguồn này bác. Còn này ở dưới này là ram xa này quá, ram xa đâu đâu đó, công suất mát nó là 3400W này, công suất ra lò là 800W trên mỗi kênh này. Đấy, công suất tiêu thụ điện là 1100W, rất là khủng. Còn này con bốt 4 kênh ngoài sau nó cực kỳ là mới và đẹp nha. Đó rồi, ok các bác nào có nhu cầu thì alo cũng không nhé. Giá thì em cũng báo rồi, hàng thì bao đẹp bao chắc, các bác yên tâm khi sử dụng hàng của anh Thành Quân. Bên em thì chuyên tuyến những hàng đẹp xuất sắc ra bác luôn. Đó, còn dưới này là con QC10X1600 này, đó, cực kỳ đẹp, 600W trên mỗi kênh, điện là 100V nha bác nha. Hàng Mỹ xuất sắc thị trường châu Âu, bác in USA luôn. Đó, con này thì cùng JBL-M600 bác in USA, điện 220-240, công suất cũng là 600W trên mỗi kênh nha. Đó. Rồi, đó các bác, 5 con đẹp long lanh cành đồng, giá rất là hợp lý cho các bác chơi luôn. Mọi chi tiết mua hàng tới các bác liên hệ Quốc Hùng qua số điện thoại cho mình. Các bác ủng hộ tinh thần trong Quốc Hùng á, thì các bác đăng ký kênh, chia sẻ video để cho tất cả các bác, các anh em Dương Thanh trên toàn quốc đều biết đến kênh. Và kênh bên em thì cũng sẽ có động lực mà tuyển chọn những cái sản phẩm tốt nhất, những sản phẩm đẹp nhất, mới nhất để gửi đến cho tất cả bác tiêu dùng cho nó yên tâm. Rồi, rất vui, rất cảm ơn tất cả bác đã bỏ chút ít thời gian để theo dõi video, và hẹn gặp lại tất cả bác những video lần sau nha.